Xin chào các bạn. Để theo yêu cầu của một số bạn thì nhờ mình hướng dẫn tiếp cách soạn câu vòng hòa âm bậc 4 của tông Mi Thứ. Thì trước đây mình đã có làm hai cái video hướng dẫn cách soạn câu solo để làm intro gian tấu vòng hòa âm bậc 4 của tông La Thứ và tông Rê Thứ. Tuy nhiên thì cái tông Mi Thứ thì nó lại có cái thế tai của nó khác, cho nên đó là hôm nay mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn, đặc biệt là các bạn cũng vừa mới tập chơi hoặc là còn có những cái hạn chế về cái cách soạn câu solo. Thì mình nhắc lại với các bạn là cái vòng hòa âm bậc 4 này nó rất là hay và nó rất thiết thực, rất hiệu quả, áp dụng rất nhiều bài hát. À, thì trước khi đi vào cái phần hướng dẫn thì mình nhắc lại về cái vòng hòa âm bậc 4 của Mi Thứ. Chủ âm là Mi Thứ bậc 1, thì bậc 4 của Mi đó là La Thứ, Mi Fa Son La. Rồi bậc 4 của La đó là La Si Do Re, đó là Re trưởng. Và bậc 4 của Rê chúng ta tính lên là Rê Mi Fa Son, đó là Son trưởng. Rồi bậc 4 của Son đó là Son La Si Đô, Đô trưởng. Và bậc 4 của Đô, Đô Rê Mi Fa là Fa Fa thăng thứ 7 trừ 5. Và bậc 4 của Fa thăng thứ 7 trừ 5 đó là Fa Son La Si Si 7. Và Si 7 thì lại là bậc 5 để về Mi trưởng Mi 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 Thứ là bậc 1. Như vậy thì vòng hợp âm bậc 4 của Mi Thứ nó gồm có Mi Thứ, La Thứ, Rê trưởng, Son trưởng, Đô trưởng, Fa thăng thứ 7 trừ 5, Si 7 và trở về Mi. Nếu tính bậc thì nó là 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5. 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5. Nếu mà chúng ta tính bậc, còn mình gọi tắt đó là vòng âm bậc 4 hay là hợp âm vòng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần hướng dẫn về cách soạn câu. Thì đối với hợp âm Mi Thứ thì mình cũng giống như là một số cái hai cái hướng dẫn của La và Rê Thứ đó các bạn. Thì mình gợi ý cho các bạn là cái cách mà chúng ta chạy câu. Đầu tiên đối với hợp âm Mi Thứ thì cái nốt mà dừng lại đó là cái nốt son. Mình gợi ý nó là cái nốt son hoặc là nốt nốt mi. Nốt son là ưu tiên 1, nốt mi ưu tiên 2 các bạn. Rồi sau đó là có thể là nốt si. Rồi tiếp hợp âm La Thứ thì cái nốt gợi ý của mình các bạn đánh sao đánh, nhưng mà khi các bạn dừng lại đó là nốt đô. Rồi tiếp là hợp âm Rê trưởng thì cái nốt dừng lại đó là nó pha thăng, pha thăng hoặc là nốt la. Rồi tiếp là nốt son, son trưởng, qua son trưởng thì dừng lại là nốt si, si hoặc là rê, nhưng mà ưu tiên nhất là nốt si. Rồi đô trưởng thì đó là nốt mi, nốt mi pha thăng thứ 7 trừ 5, mình gợi ý đó là nốt la. Và si 7 thì đó là nốt pha thăng hoặc là nốt si. Ưu tiên vẫn là nốt pha thăng nghe các bạn. Rồi sau đó trở về mi, nó
nước Mỹ. Thì bây giờ các bạn có thể nghe cái giai điệu của những cái nốt mà mình gợi ý. Nghe những cái nốt đó nó tạo ra một cái giai điệu và mình theo cái giai điệu đó để mình soạn câu. Thì bây giờ là đầu tiên là nó son các nha, mi thứ mất son, thì bây giờ mình đánh. Đấy, qua la mình đã chọn nốt đô. Đấy. Mi pha son. Fa mi re đô qua la thứ. Rồi bây giờ nó là phá. Thì là re mi fa. Chúng ta phát triển cái giai điệu đó đi theo những cái nốt mình để ý. Rồi về là nó si của son. Chúng ta qua son. Đó. Re mi fa. Mi re là si. Rồi nốt mi. Đô re mi qua đô. Re đô si là. Chúng ta qua pha thang thứ 7 trừ 5. Rồi nó là gì? Da 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 da. Si đô si. Mi re re thang mi fa, chúng ta về si 7 và sau đó chúng ta lặp lại ở cái lần 2. Lần hai thì chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ đó. Hoặc là đã có hai cách mà chúng ta có thể chọn cách nào cũng được ha. Ta da ra mi re fa mi ta da ta ta ra 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 son la son fa mi. Bây giờ đó là mình sẽ đánh chậm lại một lần nữa để cho các bạn dễ theo dõi nha. Mi fa son fa mi si đô. Re mi fa mi re là si. Đô re mi re đô si. Gợi ý và dựa vào cái vòng hòa âm cũng như là dựa vào cái nốt mà mình gợi ý để các bạn đánh ra thành cái giai điệu. Thì cũng trên cơ sở đó bây giờ các bạn có thể là tự mình đánh và tự mình soạn ra một cái câu theo những cái gợi ý như mình vậy đó. Thì bây giờ một cái câu mà mình có thể gợi ý cho các bạn nào. Fa son si re
thứ. Rồi bây giờ các bạn tư duy và các bạn soạn theo giai điệu đó đi. Rê Fa Son La, chúng ta qua Rê. Đấy. Do Re Do Si, chúng ta qua Son. Rồi theo cái giai điệu đó chúng ta cứ phát triển. Si Mi Fa Son, ta qua Do. Si Si La La. Pha thăng thứ bảy có thể các bạn chơi la thứ thay thế, hoặc là các bạn đánh pha thăng thứ bảy ở đây cũng được. Thế tay pha thăng thứ bảy trừ năm nó là thế tay của si thứ bảy trừ năm đó. Ở ngăn hai các bạn kéo xuống đô rê mi pha thăng. Si re re thăng fa fa la la son son. Rồi lần hai các bạn đánh giống như vậy và chỉ khác nhau ở đoạn kết. Câu mẫu mình gợi ý cho các bạn. Rồi bây giờ một cái câu nữa ha, một cái câu nữa các bạn có thể hình dung. Đấy, rồi bây giờ từ những cái câu đó các bạn đưa ra phát triển theo cái giai điệu. Giai điệu sẽ đi. Đây là những cái mẫu câu mà mình gợi ý cho các bạn để các bạn có thể nghe và các bạn tập cảm âm, rồi hình thành những cái kỹ năng để chúng ta có thể là tự soạn ra và tự chơi, chủ động đưa vào trong những cái câu để làm intro gian tấu, hoặc là chúng ta có thể là chơi solo. Để có động lực để mình làm video tiếp theo thì các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, like, share, và nếu có bình luận thì comment phía dưới. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.